Xin chào các bạn. Hôm nay shop máy bơm mini 68.com sẽ giới thiệu với các bạn một dòng máy bơm áp lực cao 12V 500W, chuyên sử dụng cho các mục đích là đẩy nước đi xa, đẩy lên cao. Thì con bơm này là con bơm màng được thiết kế với cái lưu lượng bơm là 50 lít trên phút và đẩy cao tới 65m. Dòng bơm này được ứng dụng trong nông nghiệp và trong sinh hoạt. Thì nó được sử dụng để bơm nước tưới tiêu cho hoa màu này, rồi là bơm nước sinh hoạt, bơm nước ở khu vực đồi núi mà yêu cầu là phải đẩy đi xa, đẩy dốc, đẩy cao. Thì với độ cao đẩy cao tới 65m và lưu lượng 50 lít trên phút thì chúng ta có thể căn cứ vào đó để chúng ta tính được cái lực đẩy của máy bơm. Vì nó là cái dòng bơm màng, đầu bơm màng nên mà cái khả năng đẩy của nó rất là mạnh hơn so với những cái dòng máy bơm mà sử dụng bơm ly tâm, bơm cánh quạt. Con bơm này thì trọng lượng của nó gần 6 kg, rất là nặng, motor rất là to. Cánh quạt thì được thiết kế nằm bên trong motor. Có những cái video test trước về dòng bơm này thì shop đã từng test rồi, hôm nay thì mình giới thiệu lại và đi sâu vào cái ứng dụng của máy bơm. So với những cái dòng bơm áp lực cũng cái loại 5 màng bơm như thế này, những cái dòng mà công suất thấp hơn, ví dụ như 180, 200, 204, 203 ấy, thì là những dòng đó thì được ứng dụng để xịt thuốc sâu công suất lớn, nhưng còn dòng này thì nó lại chủ yếu là bơm nước, nhiều nước. Bác nào có thể sử dụng dòng này để tưới lan hệ thống nhiều béc cũng ok. Thì dòng này thì ống và ống ra của nó là khá lớn, là ống phi 27, ống 27 nhá, thì nó là chủ yếu là bơm nhiều nước mà 27, và cái công suất của dòng bơm này thì nó cũng thay đổi phụ thuộc vào cái việc là chúng ta nén đầu ra hay không. Nếu chúng ta càng nén thì công suất của nó càng cao. Ví dụ chúng ta bơm bình thường để ống như thế này thì nó chỉ có 130W. Thì chính lý do đó mà hôm nay mình sử dụng một cái nguồn tổ ong 12V 33A để test máy bơm ở trạng thái là không tải, tức là cho bơm bình thường. Sẽ cắm cái điện vào nguồn. Máy bơm này thì có cái đặc điểm của nó là khả năng mồi rất là mạnh, hút chân không cực mạnh. Nó có thể hút sâu, tự hút đến khoảng 5-6m. Và nếu như các bạn mà có cái giỏ một chiều là búp búp bê ấy thì nó sẽ hút sâu hơn nữa, khoảng 8-10m, thậm chí là sâu hơn. Thì con bơm này thì các bạn có thể sử dụng để hút giếng khoan, giếng đào rất là ok. Đấy, nó dòng chảy của nó rất là ổn định nhá. Ra ống 27, đầy ống 27 này, nước ra rất là ok. Cái lưu lượng thế này là chắc chắn 50 lít trên phút rồi, không phải lo nữa. Rất là ổn định, motor của nó khủng to thế này thì nó rất là bền. Loại này thì nó sử dụng động cơ 4 chổi than, 4 cái chổi than các bạn nhé. Và chổi than của nó rất là bền chứ không thể dễ mà hỏng được đâu các bạn ạ. Nói chung là có mòn ở cái bộ chổi than của nó thì cũng khá là thời gian khá lâu đấy, mình phá là phải ít nhất là 5 năm trở lên. Và những loại chổi than này thì nó cũng có trên thị trường, thay thế rất là đơn giản thôi. Đó, các bác thấy là nó chạy ok không ạ? Và để mua hàng thì các bác đừng quên đăng ký kênh của shop và liên hệ trực tiếp qua số hotline 038 6898 366, website là máybơmmini68.com. Này, trong thời gian vừa qua thì nhiều bác đã đăng ký theo dõi kênh của shop, shop rất là cảm ơn. Và những bác nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng tiếp tục đăng ký kênh để theo dõi những cái dòng máy bơm 12V 24V trên thị trường hiện nay mà shop đang cung cấp. Và đối với những cái dòng máy bơm mẫu này thì shop còn có loại 24V. Đây là cái dòng 12, thì 24 thì có dòng 550W nhé. Thì những cái dòng đó thì sử dụng với cái hệ 24. Ví dụ như các loại xe tải 24V ấy, hoặc là sử dụng với tấm pin. Đây là dòng 12. 12 thì nói chung là nó khá thông dụng hơn dòng 24. Nhưng mà có những bác thì lại hệ điện 24, chúng ta phải dùng với 24V. Bác thấy ok không? Con này mà bác dùng bơm nước sinh hoạt hút giếng lên trong bơm lên bồn chứa thì rất là ok luôn. Cột áp của nó suy giảm rất là ít, lưu lượng của nước nó ra suy giảm ít hơn so với những dòng bơm cánh quạt. Ví dụ như các bác mà sử dụng con này đẩy lên 10m chẳng hạn thì cái lưu lượng của nó giảm đến một chút, không giảm nhiều. Nhưng mà những cái dòng bơm cánh quạt ly tâm ấy, mà càng lên cao thì lưu lượng càng giảm nhiều. Thì con này nó giảm ít hơn so với hai của nó. Đó là tổng quan của máy bơm này nhé, em quay tổng quan cho bác xem nhé. Đó, và video này thì em xin kết thúc tại đây. Xin chào các bác.